hôn phần lần sắp bột dạ rồi bỏ xa rạt ảm rạch môi để mình chụp thả lọc hẹt mà tín. Cứ chìa cọng hôn nầy ca phần lật ảm bột hì mà xa rạt ảm rạch để mình chụp bình thả và bọn rạch cạch bằng phần thông chân lạc khu. Cứ bê ní xâm rạch chạy nực nông ca bóng ca ơn ca phần lật tiệt hay nở vật bật phết ní. Khả nạ đây ảm bột bật phết ní trở bán con tốp ôi cái. Bọn to biên chốc cháy nực nông ca bạc bạc bọn mùi ní. Đầm bày vì bọ lưu con tốp rơ xì ở hiệp ý tràn khai mực ní. Lúc hẹt mà tín bán miên phai nạc ca nực nông ca bằng cánh phần lật tất cam và rộng bọc của kế vì học sắp tới cây sắp là mùi chút nên không ngồi dạng tế mùi chân nằm tại mặt đó. Cảm ơn bài ca bình tranh lụa có biên trái nơi không cầm rớt để ca rộng bằng cục để đầm rơi ca chỉ muốn phóng đài. Bà thiên rộng bọc lọc hẹt mặt tin chim thay lết bàn miên bỏ xa thế. Ca bằng cánh mùi ní cứ thà cầm hôn bàn chụp cho mùi nâng đầm rơi ca chỉ khăn hay cầm hôn trời chân nái học sắp rạm liên đô la. Cầm bằng tay học sắp rạm liên đô la ní cứ trời bàn rõ thang phí ba xã rõ ảm rích bàn bật cuối prạc chuyên rùi tờ hai được nâng cần trọng mùi nhật thi mùi được nâng rõ dạp bệnh lấy đầm bây phần lật ở bàn nơi bật vân rõ cài nì có vấn tay cư mình toàn biên nơi chỉ kích sân này nha ở đây còn nụ xa rằng nãy dụng dô nà mùi để chênh chỉ ca quân trô rõ bỏ rõ thang phí ba nơi lại nụ tì tay dưng màn thua rương đi lãng thì bố tay dưng rùm bân thả vì anh thả lãng phòng đài đối chí này vì kỳ chiếc này mùi đại dưng công phong tay thua phần lật cám được nâng phí thì hiện xã rốt ảm rích bàn bình chạy nực nông telegraph khác cư phụ kê miên nơi đồng rời ca chỉ chăm bách nực nông ca chọn ai HIMARS trời tại bằng cam phần lợi tạm rộng bọc phụ kê nít cư chê xong nở mũi nực nông ca chung phần biến tại bọc bông sai nực nông rồi đời đây bởi dương từ tam solicitation cư thác sử vã cam mũi nít chăm bách trời miên ca canh lăng rồi đòi tay sắp ra mũi chút sau từ tám xa phơ quân rồi bỏ rốt tham phí mái cho năm phí phong bỏ phép bằng bầy. Các bị khai tổ lát ngay tìm đặc buôn xa rốt ảm rích ban miên kích bệnh nhà chết được nông cao bình chun xam sắp bằng bầy khi mà từ tăng Ukraine. Chắc tăng tay vì rồi xin lục lùi Ukraine được nông khai cũng khai ăn hụt tầm đồn. Khang cổ xuống cao bị chết ban này dễ thá mà phây hì xma cứ trao ban cực cung từ tăng Ukraine rồi tầng hai. Tam rồi dạ ca bình chênh hàng nhà thuật được hiếp rồi bỏ lục rồi kiến thập ở đây. Tại bà phục chỉ trán, cứ ban lại đơn thà nút sức để thân khẩn stock rộng báo dụng thiết xã rõ đảm bệnh tầm đồn. Hai cửa xuân cao phí chết cứ cổng phung tệ tính nơi hư mà bà mạng chỉ đọc rộng bấy tiết đài bà mạng chỉ thân được nông này để cần chọc thảm bà ca dụ thiết một quan liên rộng áp cấp công tự căn Ukraine chứ cùng đất đối phát đám chung núi xong để sốc Ukraine tầm đồn. Đài bà cắt được nông khai tại nhà. Hãy dân đi trời mình toàn ban thần lật một tế đòi lọc hết vì ai chung này bê rộ tự cán Ukraine đủ mình tìm bằng chất cao bàn bằng chết hà vì Israel được bị liền được lắm rồi đời thật ai nếu mình tìm bằng chất cao bàn tàu sửa xa đòi bộ phần rộng cao như chất khăn đại viên bài được dạy chồng ngày sai sống máu phải từ lỡ bộ phần cơ rộp cầm lưng ngồi rộp bỏ bìa tại vì mình ở tập quốc lắng để bị ảnh nhạt ở con tộc Ukraine ai bị bỏ hà tự cán cô đã dù thiêu rủ xí bàn chân chiến cơ rộp cầm lưng thống đồ tây tiết phòng đài xong khiêm nơi Ukraine cứ miên đồng rộng cao chất khăn nơi bộ phần bộ phần à vốt hì mà đi có đôi chìa bà con à vốt rốc cái mánh bỏ hũ mẹ cực tì đài hai cả thai chị em LRS hai có đôi chìa chèo linh đại chìa bà khép bà con mì xì bà trang hướng rốc đài phần lực đòi cồng hôn dạng mùi tiết này cồng hôn xa cam vô thi rồi bò xa rõ nằm rít rây thì ổn nì hai cồng hôn ở tỉnh ní có ban mơ khơi nhận phí chùm nạp bà rõm để cô ấy có xâm quá phí ạ tệ thị chôn bò tên đồ tây tiền cài tại phí khang có khang cổ xung cà phí chia xa rõ nằm rít đại chìa bà tê tầm đồ cồng hôn mùi ní ở ruông trong ngày chùm mùi nhìn tùm lượng cam thì cồng hôn đồ tây phong đai đưa chìa khem đến đai phần lật nơ bà phê đạp bốt xâm rạp khi mà đi hai chạp ra một thông cao phần đó mình đã bộ cửa lớp đầm bấy thua cao thua ruông khía đầm bấy thua ca nơi phần này sai trong quát phần lật bí bấy đầm nạ ca ai nọ hay bà phân bà phê khác cư vì bán thân nực nông ca phần lật chạp tăng tại vì ca chạp ra nực nông chân nằm đi thẳng đồn khi mà đầm bông lai đồng cơ vì ca phần lật nực nông mặt ra phần lật mùi chân nằm sai sắp rộng bấy tới học sập chốt chạp tăng tại vì chúng lúc cài miền lai hay lời ní cư họ lát đo cài sập rộng mùi chốt nực nông mùi chân nằm hay thang lô bà mốc rộng bò lọc hệt mà tin mà miên bà xa thái dương nâng khách khóm ở lọ bông phốt ai nông nơi bà chạy vì chuyện đó thông bây bông phốt nực nông phần lật tạm mùi ní đai công phong ta
ែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងយើងនឹងធ្វើវាឲ្យលឿនឡើងផងដែរហ៊ីម៉ាត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាសមាជិកថ្មីបំផុតហើយនៃប្រព័ន្ធ MLOS ដែលគេស្គាល់ថាជាប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតយានបាញ់មុខជាន់ហ៊ីម៉ាសគឺជាប្រព័ន្ធដែលផលិតឡើងដោយ Lockheed Martin នេះតាំងពីឆ្នាំ1996មកម្ល៉េះហើយវាស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យានៃគំនិតជឿនលឿនដែលគេហៅថា ACTD HIMARS គឺជាប្រព័ន្ធដែលផ្ដោតទៅលើការពារដែនអាកាសនិងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំវាប្រយុទ្ធរយៈចម្ងាយមធ្យមចាប់ពីឆ្នាំ2008មក Lockheed Martin បានធ្វើទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធនេះជាពិសេសគឺត្រង់ចំណុចត្រួតពិនិត្យតែម្ដងដោយបំពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទ GPS ថ្មីហើយវាត្រូវបានប្រន្ទាបត្តិការយ៉ាងហោចណាស់ជាមួយនឹងបុគ្គលអ្នកបើកម្នាក់អ្នកបាញ់យានម្នាក់និងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូទៅម្នាក់ការត្រួតពិនិត្យភ្លើងប្រព័ន្ធភ្លើងនៅទីនេះគឺរួមមានការបំពាក់ទៅដោយ video ការគ្រប់គ្រងដោយ keyboard រួមជាមួយ 1G combine នៃប្រព័ន្ធ GPS និងប្រព័ន្ធ storage របស់វាមួយហ៊ីម៉ាគឺអាចស្តុកជាមួយនឹង6កញ្ចប់នៃរ៉ុកកែត MLOS ឬក៏ Missile Attack ចម្ងាយបាញ់របស់វាគឺ32គីឡូម៉ែត្រទៅ45គីឡូម៉ែត្រហើយឥទ្ធិពលរបស់វាគឺ 107% ហ៊ីម៉ាបានខ្លាយទៅជាគោលដៅនៃការចង់ទិញពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពលរដ្ឋគេចង់ទិញហ៊ីម៉ាដល់ទៅ500ឈុតហើយនោះក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ូឡូនបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការទិញឈុនមូដែលជាប្រព័ន្ធដែលផលិតឡើងដោយកូរ៉េខាងត្បូងហើយអាចថានឹងដឹងជូននៅក្នុងឆ្នាំ2023បានតែក៏តម្កល់ចិត្តនៅក្នុងការទិញ HIMARS ដដែលក្រៅពីនេះមានប្រទេសដទៃទៀតដែលមានគោលបំណងនៅក្នុងការទិញ HIMARS ទៀតដូចជាអេស្តូនីជាអាប់ដោយខាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបាននិយាយថាពួកគេនឹងរៀបចំកញ្ចប់500លានដុល្លារដើម្បីទិញ HIMARS ចំនួន6ប្រតែលីតូយ៉ានីក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបង្កើនកញ្ចប់ថវិការបស់ពួកគេដែលគ្រោងនឹងទិញ HIMARS ក៏ដូចជា drone និងយានយោធាជាច្រើនទៀតផងដែរដោយការសម្រេចចិត្តនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយភាគច្រើនគឺបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលចិត្តនឹងទីតាំងនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តទៅនោះតែម្ដងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងស្តុករបស់ទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានហ៊ីម៉ាត្រឹមតែ363ឈុតរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កងម៉ារីនមាន47ហើយប្រទេសដែលមានហ៊ីម៉ារួចជាស្រេចនោះគឺមានដូចជារូម៉ានីសិង្ហបុរីដែលប្រទេសទាំងនេះមានហ៊ីម៉ាចំនួន18គ្រឿងរៀងខ្លួនចតដែនចំនួន12គ្រឿង